Thưa quý vị, sáng nay, công an thành phố ra quân đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến si sa, bóng cười trên địa bàn thành phố. Đến dự có phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh để tiếp tục duy trì phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đợt ra quân này công an thành phố và các ban ngành đơn vị có liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng thường xuyên liên tục những tác hại hệ lụy của si sa bóng cười đối với sức khỏe tinh thần của con người đặc biệt là đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên học sinh sinh viên các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức ra soát chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với xì xa bóng cười theo lĩnh vực địa bàn phụ trách kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm có liên quan kiên quyết thu hồi các giấy phép về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh để xảy ra các vi phạm có liên quan